Xin chào quý vị các bạn. Trước mắt các bạn đây chính là chiếc Ford Everest Biturbo. Đây là cái phiên bản cao cấp nhất của cái dòng xe 7 chỗ nhập khẩu nguyên chiếc từ thị trường Thái Lan. Có giá niêm yết là 1.399.000.000, nhưng hiện tại chúng tôi Ford Thanh Xuân đang giảm giá lên đến 80 triệu đồng tiền mặt. Giá bán cụ thể là 1.319.000.000. Các bạn quan tâm đến chiếc Ford Everest 4x4 AT này bản Titanium thì có thể comment số điện thoại ở dưới video, hoặc có thể liên hệ cho chúng tôi theo số điện thoại 0902 157 666 để bên Ford Thanh Xuân có thể hỗ trợ các bạn về chính sách bán hàng cũng như là giá cả tốt nhất. Hiện tại chiếc Ford Everest Titanium 4x4 AT được trang bị rất là nhiều tính năng thông minh và tiện ích. Trang bị động cơ 2.0 lít turbo tăng áp kép cho công suất của nó là 213 mã lực. Kèm theo đó là hộp số tự động 10 cấp, một trong những hộp số tiên tiến và hiện đại nhất của Ford. Được trang bị nút khởi động, nút bấm khởi động start stop, màn hình, camera lùi, cửa sổ trời, điều hòa tự động hai vùng khí hậu, chống ồn chủ động, ga tự động, cruise control và altitude cruise control. Các bạn muốn chiêm ngưỡng, trải nghiệm, lái thử xe thì có thể liên hệ cho phòng kinh doanh của chúng tôi để chúng tôi hỗ trợ các bạn về lái thử xe cũng như là mời các bạn xem về những cái tính năng trải nghiệm thực tế. Hiện tại thì chiếc Ford Everest Titanium 4x4 AT này chúng tôi có tất cả là 8 màu, ngoài bao gồm màu đen, màu trắng, màu bạc, màu xám, màu ghi vàng, màu xanh thiên thanh, màu đỏ bốc đô và màu đỏ dương. Thì các bạn quan tâm đến màu nào phù hợp với mệnh của mình thì có thể để lại số điện thoại hoặc liên hệ chúng tôi theo số điện thoại là 0902 157 666 để vô xe hỗ trợ các bạn về chính sách bán hàng cũng như là giá cả tốt nhất. Hiện tại thì chúng tôi hỗ trợ vay vốn ngân hàng lên đến 80% giá trị xe cũng như là các cái thủ tục đăng ký, đăng kiểm, lưu hành xe. Các bạn thắc mắc thì cũng có thể liên hệ chúng tôi. Vâng, chúng tôi xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào.